Với lại mấy người câu cá. Ông tại lần đầu tiên mới đặt chân tới cái chỗ này á. Ở đây gọi là đảo gì anh? Bến xe miền Đông. Gọi là đảo Bến xe miền Đông á hả? Không có đảo, bến xe thôi. Gọi là à, mà khu này bờ bốn phía là nước mà. Nước là phải đảo không? À. Ta thấy trên bản đồ Google nó đảo. Bến xe thôi, bến xe miền Đông. À, bến xe miền Đông là bên kia hả? À. Vậy là khu vực này là nó biệt lập với bên, nhìn nó mà qua bên bờ bên kia là bến xe miền Đông hả? Bằng cái cầu bánh. Ở bên đây có cầu ở đó mà. Cầu. Sao bên đây có lối ra nè. Có nhau đó. Bằng có hai lối rồi. À. Quay ra bạn nó coi. À bên kia là dạng mấy nhà xe kìa. Rồi, đi ra. Nó nhìn xa thấy lên mát 81 được rồi. Công ty biết sang. Okay, là có cái nhiều quá ta. Trời, ở đây ta cũng câu cá nè. Tại quay cái đảo này á. Khu vực này gọi là khu vực gì vậy chú? Khu vực này gọi là khu vực gì vậy? Đảo đảo công ty Bích Xăng hả? Không có. Đảo Bích Xăng. À. Nhưng mà thấy bốn phía xung quanh đây là nó đều là sông hết mà ta. Chỉ có cái lối cái cầu duy nhất ở đây thôi. Cái lối duy nhất đâu thông ra được đâu, chỉ có cái cầu qua đây. Quay ra đâu bạn nhà nó coi, nó không biết chỗ này á. Quay cho nó coi cái khu vực này nữa. Thấy nước ở đây cũng đen quá ha. Đây là cầu sắt đúng không? Cầu sắt này nè. Nhưng mà cái khu vực này chỉ có mỗi cầu sắt ra được thôi, ở ngoài thôi chứ. Đây là cầu xăng này. À. Ra cái đập xăng thì thôi. À. Cầu sắt là ra cầu Bình Lợi. À, cầu sắt là cầu Bình Lợi. Cầu sắt phía đây hả? Đi ra ngoài đường nơi sao nóng đi qua đường dây xe lửa. Không có đường nối với xăng thì quay với xăng thôi. À. Thấy nước đen mà cũng có cá nữa hả?
có đen, tại sình nó đen chứ nước trong à. À, à múc tại, lên nước nước trong à. Tại khu vực này sình nhiều ha. Ừ. Nước trong à. Nãy giờ chưa chú chưa câu được cá hả? Đó. À. À cũng câu được rồi ha. À. Để quay rồi đó. À câu được cá chơi cũng nhiều không? Cá chơi với cá. Cái này chiều ra câu chút cũng có nó cá nấu cơm ăn hả chứ. Nước nước xuống hay là gì á, có nước nó cạn quá nó không có ăn. À à. Hết rồi. Được được. Cái này có xong rồi chiều ra câu cá cũng đã bù hả chứ hả? Ở đây thấy cũng nhiều, có khu nhà lá ở tôi cũng ở nhiều ha. Đó, kiếm chồng thôi. À thấy mấy người ta ở nhà lá mấy khu này cũng nhiều. Có mấy nhà còn vui lắm, cá thì nên cũng nhìn thấy thương. À nhiều bữa ba cá lên nhiều phải không, cho câu câu dễ dính thôi. Ừ câu nó chiều quanh nên nó chưa đang chạy ra. À còn cái máy không á hả? Trời, mấy ký có. À, còn 3 ký luôn. Khu vực này con cá cũng cũng lớn quá ha. Cứ nào chỗ hồ đường như trần nó đầu á, trường học trần nó đầu biết đâu. Dạ. Bình chục á. À. Thì bữa nào kiếm mấy cần đi câu cá mới được. Khu này tối thui rồi phải về hay chứ không? Về sớm. Chứ hả? Có đèn mà mình có câu đèn nữa được. Đây có đèn đường. À. Tại mình chơi chút xíu mình về thôi. Khu này chắc chỉ có công nhân ở công an Bích Sa ở thôi. Công ty Bích Sang. Ủa nào? Ủa chỗ giao nào vô đây nữa hả?